Thân mến, chào mừng các bạn. Chúng ta tiếp tục đến với kênh Mr. Long Linh Let's Learn. Chúng ta tiếp tục làm các cái bài tập. Chúng ta tiếp tục học tiếp các cái nội dung trong cái chương 1 này. Ở trang 3. Trang 3 chúng ta vẫn chưa hết. Ở cái nội dung ôn tập các số từ một các số đến 100.000 này các bạn này. Và trong cái clip trước, trong video trước, Mr. Long Linh đã giúp các bạn học xong bài tập số 1 và bài tập số 2 rồi. Bài tập 1 và bài tập 2 rồi. Thì trong cái clip này, Mr. Long Linh sẽ giúp các bạn, chúng ta là bắt đầu với bài tập số 3. Bài tập số 3 của chúng ta có hai phần. Phần thứ nhất là phần A và phần thứ hai là phần B. Phần A này, người ta đề nghị mình làm gì? Phần A này, người ta đề nghị mình là viết mỗi số sau thành tổng. Đây, số sau đây này, số đây này. Thành tổng theo cái mẫu dưới đây. Các bạn nhìn cái mẫu này. Đó, cái mẫu đó này nha. Đây, số thứ nhất là 8.723. Số thứ hai là 9.171. Số thứ ba là 3.082. Và số thứ bốn là 7.006. Cái mẫu của người ta đầu tiên là 8.723. Thì chúng ta sẽ viết thành như thế nào? Các bạn để ý chỗ này, Mr. Long Linh sẽ giúp các bạn hiểu rất rõ nè. Chỗ này cái hàng nghìn là cao nhất, đúng các bạn? Hàng nghìn ở đây là 8.000 là cao nhất. Thì đương nhiên là 8.000 là cao nhất này, các bạn thấy chưa? 8.000. Tiếp theo hàng nghìn là hàng gì? Hàng trăm. Đó, các bạn nhìn thấy này, hàng nghìn sau hàng nghìn là hàng trăm liền, đúng không các bạn? Chỗ này là chỉ có 4 con số cho nên là hàng nghìn thôi. Đó, mới tới hàng nghìn thôi, chưa tới hàng chục nghìn nha. Chỉ tới hàng nghìn thôi. Đó, sau hàng nghìn là số hàng trăm. Số hàng trăm chỗ này là số 7. Như vậy là 700, đúng không? Vậy thì 8.000 cộng cho 700 này, 700. Sau hàng trăm là hàng gì các bạn? Hàng chục. Hàng chục là con số 2, là 20. Đó, hàng chục là con số 2 là 20, đúng không các bạn? Đó, hàng trăm là con số 7 là 700. Hàng nghìn là con số 8 là 8.000. Đó, 8.000 cộng 700 cộng 20. Và cuối cùng là hàng đơn vị. Hàng đơn vị là con số 3, là cộng với 3 đơn vị. Như vậy, con số 8.723 này là bằng 8.000 cộng 700 cộng 20 cộng 3. Đó, các bạn hình dung được chưa? Rồi, như vậy là đây, số thứ nhất chúng ta đã làm xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với số thứ hai. Số thứ hai là 9.171. Rồi, vậy thì con số 9.171 này các bạn cần viết thế nào? Đây, Mr. Long Linh giúp các bạn viết con số đó ra nha. Số 9.000 nè. 9.171 đúng không? Là bằng 9.171 đúng không? Rồi, đúng rồi. Các bạn để ý, đơn vị chục trăm nghìn, như vậy là đến hàng nghìn thôi đúng không? Hàng nghìn là con số 9 đúng không? Có nghĩa là bằng 9.000 đúng không các bạn? Hồi nãy mình vừa nói xong. Đó, 9.000. Hàng tiếp theo là hàng trăm. Hàng trăm là con số 1 đúng không? Là 1 là 100 cộng 100. Đó. Tiếp theo là hàng chục. Hàng chục là con số 7 đúng không? Cộng với 70. Và cuối cùng là hàng đơn vị là con số 1 cộng với 1. Đó. Như vậy, số 9.171 là bằng 9.000 cộng 100 cộng 70 và cộng 1 là ra. Đó. Tiếp theo, con số tiếp theo là 3.082. Đây, 3.082. Đó, là bằng bao nhiêu? Rồi, bây giờ làm nhanh được các bạn này. Sau hai ví dụ các bạn làm nhanh được này. Hàng nghìn này, đơn vị chục trăm nghìn. Hàng nghìn là con số 3 là bằng 3.000. Đúng các bạn, 3.000 cộng hàng gì? Hàng trăm đúng không? Là gì? Hàng trăm là con số 0 cộng 0 trăm. Đó, vậy thôi, cộng 0. Rồi, đến tiếp theo là hàng chục. Hàng chục là con số 8 là cộng 80. Rồi, cộng gì nữa? Đến hàng đơn vị, hàng cuối cùng là cộng con số 2. 2 đơn vị. 3.082 là bằng 3.000 cộng với 0 cộng với 80 cộng với 2. Ok, quá dễ các bạn nha. Và con số cuối cùng 7.006. Đó, 7.006 đúng không nào? Đây, 7.006 là bằng. Đây, hàng cao nhất là hàng nghìn là con số 7 là bằng 7.000.
cộng. Hàng tiếp theo là hàng trăm là con số 0 cộng với 0 trăm. Hàng tiếp theo là hàng chục cũng là con số 0 nữa cộng với 0 nữa. Và cuối cùng là hàng đơn vị là con số 6 là cộng với 6. Đó, 7006 là bằng 7000 cộng với 0 cộng với 0 cộng với 6. Ok, rồi như vậy là bài tập A, phần A của bài tập 3 chúng ta cũng đã xong rồi. Bây giờ chúng ta đến với phần B của bài tập A. Phần B của bài tập A là như thế nào? Đây, người ta tiếp tục cho mình cái gì? Viết theo mẫu. Bây giờ nếu như cái bài phần A là chúng ta viết xuôi, từ một số này ta tách ra, đó, từ một số này ta tách ra ta cộng lại, đó, thì sang bài tập phần B này là chúng ta cộng lại rồi chúng ta thành một số. Đó, các bạn thấy chưa? Cái mẫu này người ta cho chúng ta nè, 9000, các bạn thấy chưa? Là hàng nghìn là 9000 cộng với 200 cộng với 30 cộng với 2 là bằng 9232. 9232. 32. Đó, các bạn thấy chưa? Rất là dễ đúng không? Bởi vì các bạn để ý này, đây là hàng nghìn này, hàng trăm này, hàng chục này, hàng đơn vị này, bốn số này, hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn này. Như vậy là hàng nghìn là 9000. Đây, hàng nghìn là con số 9 này, đứng ở vị trí hàng nghìn này. Đó, hàng đơn vị này, hàng chục này, hàng trăm này, hàng nghìn này, đơn vị, chục, trăm, nghìn, đúng không? Rồi vậy hàng nghìn là 9000, hàng trăm là con số 2 là 200, hàng chục là con số 3 là 30, hàng đơn vị là con số 2 là 2 đơn vị. Đó, các bạn hiểu rồi đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta đến với con số này. 7000 cộng 300 cộng 50 cộng 1. Các bạn để ý này, 7000 là đây bằng nè, các bạn để ý đây bốn mấy chữ số, bốn chữ số đúng không? 1 2 3 4, bốn chữ số. 7000 là con số 7 viết đầu tiên, 300 là con số hàng trăm viết tiếp theo, 50 đơn vị là tiếp theo con số 5 và 1 là con số cuối cùng là hàng đơn vị. Đó, các bạn thấy chưa? 7000 cộng với 300 cộng với 50 cộng với 1 là bằng con số 7351. Đó, các bạn hiểu được chỗ đó đúng không? Rồi, tương tự chỗ này rất là dễ. 6000 cộng 200 cộng 30 là bằng 6000 là con số 6 viết vào ở vị trí hàng nghìn. Con số 2 ở hàng trăm. Con số 3 ở hàng chục. Này 30 này các bạn nè, cộng 30 lần số 3 nè. Và ở phía sau không có gì, ở hàng đơn vị không có gì, có nghĩa là con số 0. Đó, các bạn thấy chưa? Bởi vì đã là 6000 thì phải viết đúng bốn chữ số đúng không? Đơn vị, chục, trăm, nghìn đúng không? Thì con số 6 nó phải nằm đúng vị trí hàng nghìn. Con số 6 nằm đúng vị trí hàng nghìn là đây, là 6000. Con số 2 nằm đúng vị trí hàng trăm là đây, 200. Con số 3 nằm đúng vị trí hàng chục, đây là 30. Và con số 0 nằm đúng vị trí hàng đơn vị là con số 0 ở sau được cùng, người ta không cần ghi, các bạn hiểu là như vậy là được nha. Rồi, tương tự 6000 cộng 200 cộng 3. Rồi, các bạn để ý nè, 6000 là bằng vị trí con số 6 đứng đầu tiên, là nhớ là số này số có 4 chữ số nha, bởi vì đã đến hàng nghìn rồi nè. 200, rồi con số 2 cộng với 3, 3 này là 3 đơn vị nè. Vậy thì 3 đơn vị ở phía trước này người ta không ghi gì hết, là chứng tỏ là hàng chục là con số 0. Đó, và hàng đơn vị là con số 3. Bởi vì sao chúng ta biết hàng chục là con số 0? Bởi vì chỗ này á, 6000 là phải là con số có 4 chữ số đúng không các bạn? Phải là 4 chữ số. Đấy, đơn vị, chục, trăm, nghìn nè. Mà chỗ này á thì 6000 là đúng rồi, 200 là đúng rồi, mà cộng con số 3 là một con số 3 đứng trơ chỗ này chứng tỏ nó nằm ở hàng đơn vị. Vậy thì thiếu một cái con số ở hàng chục mà không viết ra đây là chứng tỏ nó là con số 0. Đó. 6000 cộng với 200 cộng với 3 là bằng 6203. Đó các bạn nha. Tương tự như vậy, 5000 cộng với 2 là bằng nè, 5000 ở vị trí hàng nghìn cộng với 2 cộng với 2 đơn vị. Vậy là từ hàng nghìn mà xuống hẳn là hàng đơn vị thì nó phải trải qua mấy hàng nữa các bạn? Hàng trăm nè và hàng chục nè. Đó, hai ông hàng trăm và hai ông hàng chục này đều là con số 0 hết. Đó, tương tự nếu ở câu trên này á, hàng nghìn rồi xuống hàng trăm rồi xuống hàng đơn vị thì nó cách mỗi cái hàng chục thôi đúng không? Thì hàng chục là con số 0 chỗ này rồi. Thì chỗ này hàng nghìn mà xuống thẳng hàng đơn vị thì nó phải qua hai cái lớp, vân qua hai hàng. Hàng thứ nhất là hàng trăm và hàng thứ hai là hàng chục, nó phải qua hai hàng như vậy nó mới đến hàng cuối cùng là hàng đơn vị này. Vậy thì hai hàng này hai số 0 thì chúng ta điền hai con số 0 vào. Đó. Rồi, hàng đơn vị, con số cuối cùng là con số 2. Đó, các bạn nhìn vô đây này. 5002 là bằng 5000 cộng với 2 này.
Đó, các bạn hình dung được chưa? Rồi, rất là dễ đúng không nào? Bây giờ chúng ta đến cái bài tập số 4, bài tập số 4 của cái bài tập số 4 của chúng ta trong cái nội dung ôn tập các số từ đến số các số mới đến 100.000 các bạn nha. Bài tập số 4 này rất là dễ các bạn ơi, tính chu vi các hình. Tính chu vi các hình các bạn nhớ chưa? Nhớ lại công thức nha. Các bạn nhớ lại kiến thức cũ của chúng ta. Đây là hình gì các bạn? À, đây là hình tứ giác này. A, B, C, D. Các bạn thấy hình tứ giác chưa? Tứ giác A, B, C, D. Mỗi cạnh của chúng ta đều có các cái số. Cạnh A, B là 6cm. Cạnh B, C là 4cm. Cạnh C, D là 3. Và cạnh A, D là 4. Vậy thì nhớ cái công thức tính chu vi chưa các bạn? Công thức tính chu vi hình tứ giác là bằng 4 cạnh cộng lại đó. Các bạn nhớ chương trình cũ chưa? Rồi, vậy thì ta tính chu vi của hình tứ giác ABCD là bằng, đây, các bạn ghi vào, chu vi của hình tứ giác ABCD bằng, rồi, bằng gì? Các bạn nhìn đây, bằng A cạnh AB cộng cạnh BC và cộng cạnh CD và cộng cạnh DA là bằng 6cm cộng 4cm. Đó, cạnh AB là bằng 6, là bằng 6cm cộng BC bằng 4cm cộng cạnh CD bằng cộng 3cm cộng cạnh DA là 4cm nữa bằng bao nhiêu? 6 cộng 4 bằng 10, 10 cộng 3 bằng 13, 13 cộng 4 bằng 17, bằng 17cm. Đó các bạn ha. Rồi như vậy là ta đã tính được chu vi cái hình này rồi. Tiếp theo, đây là hình gì các bạn? Đây là hình chữ nhật. Đây, hình chữ nhật MNPQ, MNPQ, đúng không? Với cạnh dài là 8cm. Cạnh dài này dài hơn này. Và cạnh ngắn, chiều dài đó là 8cm và chiều rộng là 4cm. Các bạn nhớ từ công thức tính chu vi hình chữ nhật chưa? Chu vi hình chữ nhật là bằng, chu vi hình chữ nhật là bằng gì các bạn? Bằng chiều dài, chiều dài cộng chiều rộng, chiều dài cộng chiều rộng, đúng không nào? Đó, hai cái này rồi gì các bạn? Chu vi của hình chữ nhật là hai cái cạnh này cộng lại rồi nhân với 2. Đó là ra chu vi. Vậy thì trong trường hợp này, chu vi hình chữ nhật này là bằng chiều dài là 8, chiều rộng là 4, đúng không nào? Là bằng chu vi này, chu vi hình hình chữ nhật MNPQ, hình chữ nhật. Đây, chu vi hình chữ nhật MNPQ là bằng đây, dài cộng rộng. Dài là bao nhiêu? 8cm cộng chiều rộng 4cm. Tất cả nhân cho 2 là bằng bao nhiêu? Đây, 8cm cộng 4cm là bằng 12cm. Nhân cho 2 là bằng bao nhiêu? 12 nhân cho 2 là bằng 24cm. Đó các bạn nha. Như vậy là đấy, 2 nhân 2 bằng 4, 2 nhân 1 bằng 2 là bằng 24cm. Vậy thì chu vi của hình chữ nhật này là bằng 24cm các bạn nha. Rồi, tiếp theo hình cuối cùng của chúng ta là hình vuông. Hình vuông GHIK. Hình vuông GHIK, các bạn nhớ công thức tính chu vi hình vuông là bằng chiều dài của một cạnh nhân cho 4. Nhớ không? Chiều dài một cạnh, chiều dài một cạnh nhân cho 4 là bằng chu vi hình vuông. Đó, bằng chu vi hình vuông các bạn nha, là bằng chiều dài của một cạnh nhân cho 4. Thế thì trong trường hợp này chiều dài của một cạnh bằng bao nhiêu? Bằng 5cm. Vậy thì 5cm nhân cho 4 là bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu các bạn? Bằng 20cm. Đó, 5 x 4 bằng 20cm là chu vi của hình vuông này. Đó các bạn ha, rất là dễ đúng không các bạn? Ok, 20cm chu vi hình vuông, 24cm là chu vi hình chữ nhật này, và 17cm là chu vi của hình tứ giác này.
Đó, ok. Rồi, như vậy là chúng ta cũng đã làm được tất cả 1, 2, 3, 4, 4 bài tập và 2 cái video, 2 cái clip cho các bạn ở cái nội dung ôn tập các số từ 1 và các số đến 100.000. Rồi, hẹn các bạn video tiếp theo, chúng ta tiếp tục với các bài tập tiếp theo nhé các bạn nhé. Chào các bạn.